Chào mừng quý vị khán giả của Đài Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, giữ gìn sắc đẹp tuổi thanh xuân là điều mà bất kỳ phụ nữ nào cũng luôn luôn mong muốn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách để giữ gìn nét đẹp này. Vậy đối với những người nổi tiếng thì bí quyết của họ là gì? Ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay một MC rất xinh đẹp, duyên dáng và tài năng, MC Mỹ Vân, để cùng tìm hiểu về bí quyết này. Xin chào chị Mỹ Vân, cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Nhắc tới cái tên Mỹ Vân thì người ta thường nghĩ ngay tới một MC kỳ cựu với rất nhiều những cái sân chơi ca nhạc như là Sao Mai hay là Con Đường Âm Nhạc. Vậy thì trong thời gian gần đây công việc của chị có gì mới mẻ không ạ? Thực ra thì về tính chất công việc, Vân vẫn như là mọi người biết từ trước tới giờ vẫn làm công việc MC và là biên tập viên truyền hình. Tuy nhiên chỉ có một cái điều khác là Vân đã chuyển đơn vị công tác, đang là biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam, thì bây giờ Vân về đầu quân cho truyền hình Công an Nhân dân, cũng với vai trò là MC và biên tập viên, nhưng mà bây giờ là đeo hàm thượng úy, tức là đã vào ngành rồi. Đấy là một cái sự đổi khác của Vân trong năm vừa qua. Chị Mỹ Vân có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình được biết là trong cái thời gian gần đây thì chắc hẳn công việc rất là bận rộn như vậy, thì có khi nào chị cảm thấy là rất là mệt mỏi, rất là áp lực và xuống sắc hay không? Có chứ. Những người làm công tác truyền hình thì như Mai Trang thấy là thời gian giờ giấc rất là thất thường. Ăn uống thì đôi khi cũng không được đúng bữa, thức thì thức khuya. Sáng ngày hôm sau nếu như có việc cần thì vẫn phải dậy sớm để đi làm. Thế còn nếu không có việc thì lại ngủ vùi, bỏ qua cả bữa sáng. Tóm lại là cái lịch sinh hoạt của những người làm truyền hình thì rất là vất vả và không theo một cái thời gian biểu nào cả. Chính vì vậy mà nó ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Mà khi sức khỏe của chúng ta không tốt thì nó thể hiện rất rõ qua cái thần thái bên ngoài. Chưa nói tới việc là xuống sắc, mà thần thắc của chúng ta, thần thái của chúng ta nó cũng ủ rũ, thiếu sức sống, đúng không? Và cái biểu hiện rõ nhất đấy là quầng thâm ở mắt, là sự sạm da. Đấy là những cái điều mà Vân nghĩ rằng là nó sẽ xuất hiện rất là nhanh chóng khi mà chúng ta có một cái sự thay đổi về sinh hoạt. Để có thể cân bằng được trong cái cuộc sống rất là bận rộn như vậy thì chắc hẳn là chị cũng gặp phải rất nhiều những cái mệt mỏi. Tuy nhiên thì ngồi trước mặt Mai Trang ngày hôm nay là một MC Mỹ Vân mà không hề có sự xuất hiện của tuổi tác, của thời gian, mà vẫn là một làn da rất tươi trẻ, một khuôn mặt rất rạng ngời, rất trẻ trung. Vậy thì bí quyết đó là gì ạ? Mai Trang quá khen. Thực ra thì không ai có thể cưỡng lại được thời gian. Chỉ có điều là chúng ta làm thế nào để chậm lại cái quá trình đó mà thôi. Ai cũng có 24 tiếng và ai cũng có chừng ấy công việc. Chỉ có điều là chúng ta phải tìm ra một cái chút kẽ hở thời gian nào đấy để dành cho mình, quan tâm đến mình hơn. Vân nghĩ rằng điều đó là tốt. Có những người nghĩ rằng là nếu như mình để ý đến bản thân, mình chăm chút cho bản thân thì sợ mọi người khác nghĩ rằng là mình ích kỷ chẳng hạn. Nhưng mà Vân nghĩ rằng hoàn toàn không phải. Bản thân mình chăm sóc cho mình có một cái sức khỏe tốt, đầu tiên là có sức khỏe tốt thì mình mới làm được việc, mình mới chăm sóc được gia đình, chồng con, đúng không ạ? Và khi mà mình luôn luôn vui vẻ, yêu đời thì mình cũng đem đến nụ cười và niềm vui cho những người khác. Thì Vân nghĩ rằng cái việc mà chăm sóc cho bản thân mình là cái điều vô cùng cần thiết đối với bất cứ ai, chứ không phải là riêng đối với những người làm nghề như là Mỹ Vân. Thế còn vừa rồi thì Trang có hỏi Vân là cái bí quyết làm thế nào, thì Vân nghĩ rằng là đầu tiên là cười nhiều. Lúc nào mà gặp phải những cái áp lực công việc thì cố gắng làm sao nghĩ rằng nó rất là đơn giản. Hãy tìm cách giải quyết nó, chứ không phải là kêu than rằng sao nhiều việc thế, sao mà áp lực thế, mệt mỏi quá, đúng không? Chúng ta tìm cách giải quyết nó càng sớm càng tốt, và sau đó chúng ta lên một cái kế hoạch rằng thời gian nào chúng ta sẽ dành để nghỉ ngơi, thời gian nào chúng ta sẽ dành để chăm sóc bản thân mình. Và Vân vẫn có những khoảng thời gian cân bằng như thế. Một tuần một lần Vân vẫn có thời gian đến spa để chăm sóc da. Hàng ngày thì vẫn có chừng khoảng một tiếng đồng hồ để đến phòng tập gym, tập thể dục thẩm mỹ, để làm cho cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, yêu đời hơn, đúng không? Và khi mà chúng ta tập luyện như thế thì cũng mồ hôi nó cũng tiết ra, và đồng nghĩa với cái việc là những cái độc tố trong cơ thể mình nó cũng được thải ra ngoài qua cái tuyến mồ hôi. Nó cũng là cái sự lưu thông
ở trong cơ thể của mình, làm cho da đẹp hơn, những cái chất bẩn, những cái bã nhờn nó sẽ theo mồ hôi ra ngoài. Thế ngoài ra thì còn có một số những cái bí quyết khác nữa, như là mỹ phẩm này, hoặc là những cái viên uống dinh dưỡng tập trung riêng cho vóc dáng và làn da thì Vân cũng có sử dụng. Vừa rồi trong số những cái bí quyết mà chị Mỹ Vân đưa ra thì có một bí quyết mà Mai Trang rất là để ý tới, đó là chị có sử dụng thêm một số những cái viên uống dinh dưỡng để giữ cho làn da cũng như là vóc dáng của mình được thon gọn hoặc là đẹp hơn. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các loại sản phẩm như vậy, riêng bản thân chị Mỹ Vân thì chị có thể tiết lộ đó là sản phẩm nào hay không ạ? Vân cũng chia sẻ với bạn là có rất nhiều những cái bí quyết. Vân cũng đã nói về cái việc là chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao và uống nhiều nước, đúng không ạ? Đấy là những điều mà ai cũng biết. Thế nhưng có một cái bí quyết mà Vân cũng xin gọi là bật mí với Mai Trang cũng như là quý vị khán giả, đó là Vân sử dụng viên uống Kiều Xuân. Đây là một cái dạng gần như là thực phẩm chức năng, vừa là mỹ phẩm, vừa cải thiện về làn da, mái tóc, cũng như là cái vóc dáng của mình. Những cái vùng mỡ thừa, những cái vùng cơ bị nhão thì nó sẽ được cải thiện rất là rõ. Mỡ thừa thì nó sẽ được chuyển hóa đi, và những cái vùng cơ của mình thì nó cũng sẽ săn chắc hơn. Thế ngoài ra thì Vân cũng cảm thấy rằng là sức khỏe của mình cũng được cải thiện rất là nhiều. Bởi vì cái viên uống này thì nó bao gồm rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Và một cái làn da đẹp, một cái vóc dáng thon gọn, tươi trẻ bên ngoài thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố bên trong, tức là một cơ thể khỏe mạnh. Thì Vân nghĩ rằng là cái viên uống Kiều Xuân này nó đáp ứng được cả hai cái nhu cầu đấy. Thế ngoài ra thì những lúc nào mà cảm thấy rằng gọi là trong cái tình trạng cấp cứu thì Vân có sử dụng thêm cái sản phẩm cũng của Kiều Xuân, là dạng mỹ phẩm bôi ngoài da. Thì đây nó là một cái dạng ống tuyếp, mình có thể dùng để lăn chứ không phải là bôi trực tiếp như các loại mỹ phẩm khác. Cái đầu lăn đấy thì nó có tác dụng kích thích và massage luôn cho da mặt, thì nó giúp cho cái kem đấy nó thẩm thấu tốt hơn vào da. Và là buổi tối thôi, đến buổi sáng là chúng ta đã thấy khác hẳn rồi. Và sau một thời gian sử dụng thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Riêng bản thân Mai Trang thì cảm thấy là khuôn mặt của chị Mỹ Vân trước kia thì cũng ví dụ là có một vài vết thâm nám nhỏ nhỏ, đúng không ạ? Mỹ phẩm thì có thể che được, nhưng mà đến bây giờ thì như là không còn nữa. Thì chị Mỹ Vân cảm thấy như thế nào khi sử dụng sản phẩm này? Một trong những công dụng nổi bật nhất của Kiều Xuân đấy là chống lão hóa và làm giảm những cái hắc tố trên da mà chúng ta cũng thường gọi là nám. Nám thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Thế nhưng mà một trong những cái nguyên nhân chủ yếu đấy là nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta nó không được ổn định, không được điều hòa. Rồi hơn nữa là cùng với thời gian thì chúng ta, cơ thể chúng ta lão hóa đi, mà chúng ta vẫn quen gọi là những cái gốc tự do. Thì sản phẩm Kiều Xuân này nó ức chế cái sự sản sinh ra những cái gốc tự do đó, và nó làm thứ nhất là chậm lại cái quá trình lão hóa, và thứ hai là những cái đốm mờ, đốm nâu trên da thì nó sẽ dần dần được cải thiện và nó mờ đi. Tất nhiên là chúng ta phải sử dụng sớm, càng sớm bao nhiêu thì cái kết quả đạt được càng tốt bấy nhiêu. Vâng ạ, vậy là còn đối với chị thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Thực sự là vẫn cảm thấy hài lòng, bởi vì ngồi như thế này đây mà được Mai Trang khen ngợi như thế thì không còn gì cảm thấy là vui hơn nữa. Vâng, và với những cái lời khuyên của chị thì chắc hẳn là không chỉ với quý vị khán giả truyền hình đâu, mà ngay bản thân Mai Trang là có một vài cái đốm nám nhỏ nhỏ ở đây thì cũng sẽ về thử sử dụng cái sản phẩm Kiều Xuân này để xem là cái vết nám của mình thì có hiệu quả nhanh chóng và mất đi hay không. Và cảm ơn chị đã đến chia sẻ những cái bí quyết của mình ngày hôm nay với mọi người và với Mai Trang.